Đây là một ngày đi lên công ty tiêm vaccine nè các bạn ơi. Đây là cái giấy của mình vừa tiêm xong các bạn. Thì nói chung là cảm giác hồi nãy tiêm thì nó cũng không có cảm giác đau buốt gì cả các bạn, nhưng mà ngồi khoảng nửa tiếng thì mình thấy nó cũng có hơi ê cái vai xíu. Rồi có gì để có gì mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau nha. Bây giờ mình phải ra khỏi công ty các bạn ơi. Đó, các bạn thấy sau lưng mình công nhân xếp hàng quá chừng không? Mệt quá các bạn ơi, mới về tới nhà luôn. Bởi vì mình để mình gửi cái này ra. Để cái này qua đây. Một cặp luôn các bạn. Quá kinh khủng cái dịch này. Mới về tới nhà, chưa có rửa mặt. Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Action DN nha. Đầu tiên cho mình xin gửi lời tất cả các bạn cùng các cô chú anh chị đang xem kênh của Action DN lúc nào cũng nhiều sức khỏe. Thì hôm nay định làm clip ngắn cho vui các bạn. Lâu quá rồi không có tâm sự với các bạn. Thì hôm nay là một cái ngày mình đi tiêm vaccine các bạn ơi. Đó. Đó là một cái niềm cũng rất là vui và cũng hơi lo xíu các bạn. Thì mấy ngày qua chuẩn bị nghe nói đi tiêm phòng mình lên ngủ cũng tối qua ngủ cũng không được các bạn, cũng ấn ấn quá. Nhưng mà nói chung điều gì đến phải đến thôi. Cuối cùng sáng nay mình đi tiêm. Thì nói chung là nay mình muốn chia sẻ với các bạn là thứ nhất là khi mình đi tiêm vaccine COVID á, cái cảm giác như thế nào, và cái thứ hai nữa là cách trong người mình như thế nào để mình chia sẻ luôn các bạn biết, để các bạn sau này các bạn đi tiêm á, các bạn đỡ sợ nha các bạn. Đó. Như là sáng nay khi mình vừa đến công ty thì các bạn cũng biết rồi đó, khi mà mình đi tiêm phòng á, là khi mình đến công ty á, là mình đừng có cần, mình sẽ gặp cái bác sĩ đầu tiên là cái việc mà đo huyết áp các bạn. Mình thấy rất là nhiều bạn thất bại. Thì lúc đó mình cũng vô mình đo huyết áp, mình nộp hồ sơ mình đo huyết áp. Đúng huyết áp của mình lúc đó nó lên các bạn. Chắc có lẽ là do mình vừa đi xa đến, cái hai nữa là trong quá trình mình cũng căng thẳng á, cho nên khi mà đo huyết áp là lần một là mình hơi bị cao và mình phải ra mình ngồi ngoài kia. Thì như các bạn biết rồi đó, khi muốn mình đi tiêm phòng đó các bạn, đó mình phải chuẩn bị chai nước suối nha các bạn. Đó, sau đó mình ra mình hít thở không khí giống như mình đang thả lỏng cơ thể mình á, rồi mình uống nước, rồi mình hít bằng mũi, mình thở bằng miệng các bạn, giống như mình tập tạ vậy đó. Đó, rồi mình suy nghĩ về những cái gì đó vui vẻ để cho cái nhịp tim mình nó trở lại bình thường. Và sau đó mình vô mình đo huyết áp lần hai, thì khoảng nửa tiếng sau mình mới đo, thì mình vượt qua được cái dòng loại đó các bạn. Thì sau đó mình mới tiến hành tiêm. Đây các bạn thấy nay mình mới vừa đi tiêm về nè các bạn. Thì khi mà mình vào lúc mà tiêm chủng á các bạn, mình kể cho các bạn nghe luôn, lúc mà tiêm chủng á, cái cảm giác mình tưởng tượng nó ghê lắm các bạn, nó sẽ đau nhất, hay là mình gồng lên mình cắn răng mình chịu. Nhưng mà sự ra lúc mà cô y tá cô kêu mình dán cái tay mình lên á, cô chỉ cần xoa xoa cái cô để nhẹ cái mình không có cảm giác luôn. Mình tưởng đâu chưa tiêm luôn, nói chung là hơi nhẹ nhẹ, còn mình
nó không có một cái cảm giác gì mà kinh khủng như là lấy máu hay là gì á, bình thường đó các bạn. Đó, rồi sau đó người ta kêu mình ra ngồi chờ khoảng 30 phút. Thì trong thời gian chờ thì mình cũng ngồi chung với các công nhân cũng nhiều. Thì cái cảm giác mà sau 30 phút đó mình cũng thấy nó có tác dụng. Cái tay mình hôm nay nè, nó hơi mỏi mỏi xíu. Hơi mỏi mỏi xíu, ở cổ mình hơi giống như là hơi bị quay qua quay lại, nó hơi khó chịu xíu. Nói chung là chỉ hơi nhẹ thôi chứ cũng không có một cái gì mà gọi là gây gớm. Từ đây qua tới ngày mai thì mình để coi làm sao. Nhưng hiện tại giờ nãy mình mới vừa về tới nhà thì mình thấy cảm giác cũng rất là bình thường, cũng không có quá mệt các bạn. Nói chung là nó cũng gây cho mình hơi mỏi mỏi xíu thôi, chứ không phải như người ta đồn là về nó rim mình mấy. Nhưng mà để tối nay mình xem như thế nào rồi mình chia sẻ cho các bạn thêm nha. Thì nói chung là được tiêm vaccine này thì đó là một cái điều mà cũng rất là vui mừng các bạn đó. Rồi cũng rất là lo, nói chung là tâm trạng cũng hơi rối bời. Thì nay mình làm cái clip chia sẻ cho các bạn. Thì mình khuyên các bạn nào mà đi tiêm rồi thì thôi, còn đàn bạn nào chưa tiêm thì sáng tuyệt đối đừng nên uống cà phê nha các bạn. Sáng mình ngu quá mình uống ly cà phê cho nên huyết áp mình nó cao. À, khi mà huyết áp mình cao là mình sẽ không tiêm được. Cho nên các bạn đi tiêm các bạn nhớ lúc nào cũng cầm theo một chai nước suối nha. Đó, hít thở không khí bằng trong cái khẩu trang mình thì mình cứ hít bằng mũi thở bằng miệng, mình tự tạo cho cơ thể mình điều tiết, ngồi chỗ mát mát rồi uống nước vô. Uống vô thì huyết áp mình sẽ ổn định và mình mới tiến hành tiêm được, chứ để tâm trạng căng thẳng quá đập loạn xạ ngầu thì không tiêm được nha các bạn. Thì mình cũng mong là các bạn nào đã được tiêm rồi thì thôi, mà những nào bạn nào mà chưa được tiêm ngừa vaccine phòng chống Covid á, thì nay mai các bạn sẽ được tiêm. Thì mình chúc cho các bạn, chúc cho các cô chú anh chị lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và vượt qua cái giai đoạn này nha các bạn. Bây giờ thì định đi rửa mặt nha các bạn ơi, mới về tâm trạng cũng còn rối bời các bạn. Để từ đây chiều giờ rồi xem thế nào. Bây giờ thì xin chào các bạn nha. Bye bye các bạn.